hiện giá thịt heo trong cả nước đã giảm và được duy trì ở mức ổn định. Tại Vĩnh Phúc, giá thịt heo còn 89.000 đồng một ký, tại Thái Bình là 91.000 đồng một ký. Giá thấp ghi nhận tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc với 88.000 đồng một ký. Còn tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo chính thức xuống khỏi đầu chính, khi dao động trong khoảng từ 81.000 đến 88.000 đồng một ký. Thị trường thịt heo miền Nam giá thấp nhất ghi nhận được là 77.000 đồng một ký tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cùng với xu thế thế giới tại thị trường trong nước, giá vàng tại các cửa hàng đồng loạt tăng. Cụ thể, vàng SJC tăng 230.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch hôm trước. Giá vàng SJC được niêm yết với giá mua vào là 42.530.000 đồng một lượng, bán ra 42.900.000 đồng một lượng. Vàng Doji cũng tăng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức mua vào 42.650.000 đồng và bán ra là 42.800.000 đồng. Sau những phiên giảm liên tiếp, giá cà phê hôm nay ghi nhận đi ngang trên toàn bộ khu vực trồng cà phê trọng điểm của cả nước, khi những đánh giá tích cực về tình hình thị trường cà phê năm 2020 được đưa ra. Giá cà phê tại Gia Lai ở mức 32.500 đồng một ký, tại Đắk Nông là 32.700 đồng một ký,